Hôm nay mình chia sẻ cả nhà ha, cái nồi cơm của Chi Quân ha. Nồi cơm này nồi cơm điện tử ha, khách đem lại cho cửa hàng mình thì mình khám phá ha. Nhưng mà khách nói là nồi mới mua về bỏ lâu không nấu, bây giờ đem ra nấu nó bị sống bài sống từ A đến Z luôn cả nhà. Vẫn cắm điện bình thường nhưng mà bị sống. Đây là cái thành quả mình ha, mình đã sửa rồi, nhà nồi cơm đã chín rồi ha. Đây là cái kết quả nó, cả nhà xem ha. Nó hư cái con cảm biến á, cảm biến cho cái rúng ruột gà của nó đó, bị sống chín ha. Mình đo con cảm biến mới á thì nó chênh lệch với con cảm biến cũ thì nó chênh lệch 1 ký mấy á. Giờ nồi cơm mình đã ok nè, mình nấu cũng cả chục nồi rồi đó, bây giờ mình đã hoàn thành rồi, mình sẽ giao cho khách hàng sử dụng ha. Nồi cơm điện tử ha, Chi Won ha, sẽ được cả nhà đó. Đây là con cảm biến nè, nguyên cái ruột gà của nó đó ha, mình đã thay rồi ha.